Lần đầu tiên em xin chào tất cả các anh em càng thủ nên mega cá từ mình Đạo Quốc. Hôm nay em tiếp tục lên cho một clip gồm 16 máy câu nha anh em. 16 con máy câu này, 16 con máy câu sách tay từ Nhật về. Thì có 3 con máy kit, 1, 2, 3, 3 máy kit nha anh em. 3 máy kit này anh em rất là săn đón luôn á. Rồi đem vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán đi hàng lỗi một nhóm clip nữa thì em sẽ dừng lại. Rồi, cảm ơn anh em. Con thứ nhất 10 tham khảo. Con thứ nhất em lên cho mọi người là một con si con Daiwa mọi người, con Daiwa ST1500. Con này có nội địa nha, Japan. Đó. Thì con này đây, nó vẫn có xứ sát nha anh em, xứ sát li ti nha. Có là có kim loại nha. Đó, xứ sát li ti. Thì mọi chức năng hoạt động ok hết. Không lỗi lầm. Lấy cước thì ok luôn. Đó. Hoạt động ok. Lấy cước đây. Phá trái, phá ngược, phá lui ok hết nha anh em. Quay ok. Con này có xây tương đương với là xây tầm khoảng 6.000 nha nè. Cước số 6 được 180m. Cước số 5 được 220m nha. Đó. Hoạt động chân tru êm một. Con này nặng 500g nha mọi người. Rồi, giá công khai con thứ nhất là 350k. Tiếp theo sẽ lên cho mọi người là một con máy số 2. Con máy số 2 em lên cho mọi người là một con Daiwa Dust Whisker. Daiwa Dust, con này anh em rất là săn đón đây đó. Daiwa Dust Whisker. Thì dòng Daiwa Dust Whisker này là dòng Daiwa carbon, thân carbon, nồi carbon luôn. Nó dùng quyền ở trên đó, nó làm bằng kim loại, cho ra cước nhanh đó. Thì con lăn này lăn chống bới cước, lăn chịu lực gì đó. Đó. Thì hoạt động trơn tru, êm mượt. Thì máy đổi trái phải bình thường nha anh em, hoạt động trơn tru êm mượt. Quay ngược ok, quay tới ok. Thì máy này có chức năng là tắt gè gè, tắt được nha anh em. Ngoại hình thì đây nè, cho anh em coi, còn bóng lửng nha. Thì máy này hỗ trợ cốp là cốp cho lực nha anh em. Cốp cho lực con răng chống cái cước, hoạt động êm ngược chân tru. Con này chân cho anh em đi đánh bạo lực nha, săn hàng. Đó, câu cha, câu chép, câu lăn xe rất là ok nha anh em. Thì con này nó xây tương đương với là xây tầm khoảng 7.000 nha anh em. Cước 7 với được 160m, cước 6 được 150m. Con này nặng là 480g nha. Đó, rồi, con máy số 2, giá công khai là 750k. Gắn lông đền vô. Rồi, tiếp theo sẽ là con máy số 3. Con máy số 3 vẫn là một con máy được rất là nhiều anh em săn đón. Đây là một con máy Daiwa SS. Thì dòng này thì khỏi bàn nữa rồi. Con này là con Daiwa SS 2000C. Đó. Đây, nồi anh em. Con này thì soi cho anh em xem, chú trọng soi cho anh em xem cái nồi. Đó. Đẹp nha anh em. Viền trong đây cũng rất là đẹp luôn. Đó. Ngoại hình đây, nó dính bụi em chưa lau chùi luôn nè. Đó, con lăn ok nha mọi người. Đó, ngoại hình ok. Đó. Xuất sắc li ti một tí. Đó. Thì con này nó có xây tương đương với là xây tầm khoảng 7.000 nha anh em, 7.000. Đúng rồi, xây 7.000, cước 7 với được 190m, cước 6 được 230m nha. Con này anh em đánh cha, đánh chép, đánh lục, con lăn xe rất là ok nha anh em, hàng trâu bò. Đó, hỗ trợ cốt cho lực. Đúng không? Hỗ trợ nhông đồng thao nha anh em, có phá âm đầy đủ. Đó, gấp tay là ok nè. Đó, quay chân trụ êm mượt nè. Đây, bắt âm cho anh em xem nè. Thì ngoại hình thì em có soi kỹ cho anh em rồi. Đó, đẹp đẽ sạch sẽ, không lỗi lầm gì hết. Đó, rồi, giá công khai con máy số 3, giá công khai là 1.1 triệu nha mọi người. Đó, đẹp nha, bật rộng khỏi chê. Con máy đổi trái phải bình thường nha mọi người. Đó, rất là mượt nha. Rồi, giá công khai máy số 3 là 1.1 triệu nha. Tiếp theo sẽ là máy số 5. Con máy số 5 em lên cho mọi người là một con máy hàng thương hiệu của Mỹ, một con máy Ben. Đó. Con máy Ben này là Ben 6500, xe tương đương nó ra tầm khoảng 8.000 nha mọi người. Đây, nó so với con máy 7.000 của Daiwa đây nó bự hơn nhiều nha. Thì con này nó xe tương đương qua tầm khoảng 7.000-8.000. Đây, hàng nội địa của Mỹ luôn nha, máy in đây luôn. Đó. Thì con này ngoại hình nó cực kỳ ok nha anh em, cái nồi nó sáng bóng luôn.
À, sau này nặng mụn được luôn á. Đó là sáng nè. Con này hỗ trợ cốt cho lực nha. Rất là sáng luôn. Đây, nó có xước dăm cho này tí nè, đó. Dưới đây cũng vậy. Xước dăm một tí thôi, chứ không ảnh hưởng gì đâu. Nồi nè, siêu bóng luôn, siêu đẹp luôn. Đây con này nó hai nồi nha mọi người, ha, hai nồi. Còn cực kỳ mượt, cực kỳ bóng luôn nha. Cốt cho lực, cốt to. Thì con này tay quay là tay quay cốt dặn nha mọi người. Đó, hoạt động ok, êm mượt. Em thì thầm nha anh em. Xịt vô. Hoạt động ok, em mượt, em thì thầm luôn á. Thì đây, con này thì con lăn nó bằng thao luôn. Đó, vẫn lăn nha anh em. Đó, con này thì được mấy anh nhật độ rồi. Nè, ảnh phá cái đầu phá đây. Nó chỉ quay tới được thôi nha anh em. Nó quay tới được thôi. Đó, không có đầu bật qua đặt lại để quay trở ngược lại. Đó, như cái đầu phá âm bên đây, mấy anh nhật cũng bích luôn rồi. Bích là bằng nút cao su. Đó. Thì máy sao thì em nói vậy thôi. Đó, chức năng nó không có đột phá bên đây nè, chứ không phá, không có phá âm thôi. Quay bình thường anh em, quay tới là bình thường, không có quay lui được thôi. Giống như những con máy đời cao bây giờ không có cái cò để anh em chẳng lui đâu. Đó. Hoạt động ok, êm mượt. Tốt cho lực, nồi cực kỳ bóng luôn. Đó. Thì con này nặng là 520 g nha mọi người, nặng 520 g đó luôn. Con này nặng 620 g nha, cốt cho lực hàng Ben của Mỹ. Anh em, chén nó cực kỳ đẹp luôn. Nó chỉ không có phá ngược lui được thôi. Rồi, giá công khai con này là 2,1 triệu nha mọi người. Đó. Con máy số 4 2,1 triệu. Anh em về đem đánh tra cảo thoải mái luôn. Đó. Rồi, tiếp theo sẽ qua dòng máy nhỏ, những dòng máy chia anh em đi luôn. Tiếp thêm lên cho mọi người là một con Sephia. Đó, Essence. Đó, còn Essence BB này là một con Essence full hợp nha anh em, full hợp full phụ kiện. Hoạt động là chân chu im mượt luôn. Đó, dòng này dòng của Malaysia xuất nhật. Con này Essence BB C3000M. Đó. C3000 là cái làm body nhỏ ấy mọi người. Đó, cái thân máy nhỏ lại. Làm nhỏ gọn con máy luôn, nhưng mà thực chất là con máy nó tất cả các thông số nó là thông số có 3000 hết nha. À, còn nguyên hộp nha anh em, nguyên hộp, nguyên phụ kiện luôn, hàng còn rất là mới luôn. Đó. Đây. Bóng lưỡng nha mọi người. Đây, đích không bị xước luôn. Con này độ mới ra tập khoảng 95% nha. Đó, còn hợp luôn. Hoạt động chân châu im mực. Thì con Essence BB 3000. Con này đời 2013. À, dòng tua 5.0.1. 5 mặt đạn. À, BE 0.6 được 440m. BE 0.8 được 300m. BE 1 vô được 220m. Đó, BE 1.5 vô được 135m nha mọi người. Đó. Thì con này nó còn full hợp full phụ kiện nha mọi người. Đó. À, sao thì em nói vậy. Đó, còn túi luôn. Hoạt động chân chu nè. Đó. Máy hỗ trợ ABS khỏi bàn. Rồi. Con thứ 5. Con thứ 5 giá công khai là 2,3 triệu nha mọi người. Đó. Rồi. Tiếp theo là con số 6. Con số 6 lên cho mọi người vẫn là một con Sephia Essence. Đó, con Essence BB. Con này vẫn là con của Malaysia xuất nhật, nhưng mà được cái là con số 6 này đời nó được cao hơn tí, con này đời 2014. 2014 nên nó là tay quay, là tay quay cốt dặn nha mọi người. Đó. Cho nên đó. Sao em nói vậy? Đó, tay quay cốt dặn. Thì con số 6 này nặng là 250 g. Dòng tua con này nhá, nhanh cực kỳ luôn. Dòng tua là 6.2.1 nha. Đó. Hoạt động là trơn tru em mượt nè anh em có thấy. Thì con này là một con Essence BB C3000 HGM. Đó. Là body nhỏ lại, thông số vẫn là thông số có 3000. Đó. Mà hai máy của Shimano. Thì BE số 1 vô được 220m, BE 1.2 vô được 550m nha mọi người. Đó. Hàng này anh em về luôn lùa khỏi bàn. Đó, lùa cá suối, lùa mực, lùa lóc cũng rất là ok nha anh em. Đó. Đây, đít nó có xuất sắc li ti nha anh em. Đó, xuất sắc li ti. Thì máy hoạt động êm mượt, máy hỗ trợ cốt cho lực đầy đủ nha anh em. Quay tới quay lùi êm mượt. Rồi, giá công khai của máy số 6, giá công khai là 2 triệu nha. Tiếp theo sẽ là con máy số 7. Con máy số 7 vẫn là một con Essence C3000. Essence C3000 BB HGM. Con này vẫn là một con
Con này đời 2017 nha mọi người, con này đời 2017. Con này nặng khoảng là 250g, dòng tua là 6.2.1. Đó, dòng tua cực kỳ nhanh luôn. Thì những con đời cao này thường là tay quay cốt dẫn hết nha mọi người. Hoạt động thì bao anh em im thì thầm luôn. Xem bê bê. Máy ngoại hình còn rất là ok anh em. Đây nó có xích xét cái này tí thôi. Đó. Tất cả đều ok hết. Tay quay cốt dặn. Hàng này vẫn là một hàng chiên anh em lua cá lóc nè. Lua lóc chẽm. Đánh biển. Đó, lua mực. Dòng tô nó rất là ok anh em. Hoạt động em mượt nè anh em thấy. Quay ngược ok nè. Quay tới ok. Máy hỗ trợ cốt cho lực hết. Đó. ABS đầy đủ. Rồi. Giá công khai con số 8, giá công khai quá. Máy còn giá công khai con số 7, giá công khai khoảng là 2 triệu nha anh em. Tiếp theo qua đây là qua con số 8. Con số 8 lên cho mọi người là một con máy Ultra 6000. Đó. Đây, ngoại hình nó ok anh em. Đây, chạy xước đây một tí. Đó, chạy dưới đây một tí. Dòng này chia cho anh em đi câu lục nè, câu cha, câu chép, câu lăn xe, rất là ok nha mọi người. Đó, đánh bầu lịch. Con lăn vẫn lăn bình thường nha. Thì con này được hỗ trợ là hai nồi anh em. Nồi này nồi 8000, gắn vô vẫn vừa luôn, yên tâm. Đó, em test rồi, gắn vô vẫn vừa, vô dây cũng rất là ok luôn nha anh em. Máy hai nồi. Đó, một nồi này nồi 8000, nó chia cho anh em muốn đánh nhiều dây lấy nồi 8000 đánh. Đây, con này hoạt động đây. Hoạt động thì chân châu em mượt cho anh em. Đó, khỏi bàn. Con này nặng là 550g, đời là đời 97 nha mọi người. Đó. Máy này vẫn hỗ trợ ABS đầy đủ nha anh em. Đó, dừng là dính, dừng là dính. Đó, hai nồi thì quay ngược ok anh em, để cước ok luôn. Thì con này em coi cước 6 được 150m, cước 7 5 được 200m, cước 4 được 230m nha anh em. Nếu nó nồi 8000 á, nồi 8000 thì cước 8 được 150m, cước 6 được 200m nha. Đó, hàng còn rất là ok anh em, hoạt động chân chu im mượt. Thì con này là con của Nhật nha anh em. Đó, hàng Nhật. Đó, Ultra Nhật Bản. Thì con này được sản xuất tại Nhật nha. Hoạt động thì chân chu bao im mượt nha. Rồi, giá công khai con số 8. Giá công khai con số 8 là giá 1.6 triệu nha mọi người. Đó, để cước thì ok, hai nồi. Anh em đánh là vô tư, những dòng này rất là trâu bò. Rồi, để em đem lên trên đây. Thì dòng trên đây là dòng máy lua đẹp tí. Tiếp theo sẽ là con số 9. Con số 9 em lên cho mọi người là một con Shimano Biomaster. Thì dòng này dòng Shimano Biomaster 2000 XT. Dòng này cũng rất được nhiều anh em săn đón đây vì cái ngoại hình nó đẹp á, nó màu trắng nè. Đó. Ốc vàng. Thì con này vẫn nó có xuất sắc li ti cho anh em. Đó. Nè, xuất sắc li ti. Đây nè, xước đây nữa. Đây, con này hàng của Nhật nha anh em. Đó, hàng của Nhật sản xuất Shimano Biomaster 2000. Dòng này anh em về lua khỏi bàn. Đi về lua gì câu cá chê, cá lóc. Đó. Dạng đánh cảm giác đó, khỏi chê. Đó, hoạt động êm mượt chân chu nha anh em. Mô bên là mô bên sống. Đó. Đấy, cước ok. Con lăn là lăn đồng thao luôn. Máy hỗ trợ ABS đầy đủ nha. Đó. Máy đổi trái phải thì vô tư. Thì con này nặng là 220g thôi nha mọi người, nặng 220g. Đó, hoạt động chân châu im mượt. Thì con này cước, để em đọc thông số cước cho nên tham khảo. Mất tiêu rồi, cước số 2. À, cái link cấp, cước số 2 được 150m nha mọi người, cước số 2 được 150m, chuẩn cho anh em đi lô nha. Rồi, giá công khai con số 9, giá công khai con số 9 là giá 1 triệu nha anh em. Nó vì con này nó xuất sắc một tí đây. Đó. Rồi, tiếp theo sẽ là con số 10. Con số 10 em lên cho mọi người là một hàng của hàng Ultra. Hàng đời rất là cao luôn anh em. Dòng Ultra này là dòng Ultra Akren. Con này Ultra 2500S cho anh em, 2500S.
nó làm cối nông nha anh em, nó 2500m nên nó làm cối nó cực kỳ nông luôn. Đó. Anh em đi câu mực thôi, anh em đánh mà đánh dạng trước nhỏ, anh em lô suối lô lờ á, lấy con này đánh cực kỳ êm luôn. Đó, quay bao mượt nè, quay mà không biết chừng nào dừng nữa. Đó, thì con này là đời 2010 nha mọi người, đời 2010 nặng là 255g. Đó, đời 2010 nặng 255g, dòng tua là 5.1 nha anh em. Đó, hàng này hàng quán là hàng của Nhật sản xuất nha anh em. Đó, thì thông số nó thì đây, cước bia anh em, cước bia 0.6 được 200m, cước bia 0.8 được 150m, cước bia số 1 được 100m nha anh em. Đó, hàng cực kỳ đẹp luôn, còn tem trên nồi luôn nè. Thì dòng này á, nó được sơn một lớp phủ kim tuyến rất là đẹp luôn. Đó, để em bật lát lên em quay cho anh em xem. Đó, được phủ một lớp kim tuyến cực kỳ đẹp luôn. Đó, anh em câu á, anh em đi câu ngoài nắng á, nhìn vô là cực kỳ ngầu con máy luôn. Đó, máy còn cực kỳ đẹp nha anh em, độ mới ra tầm khoảng 93% nha, hoạt động nè. Đó, khỏi bàn, tội cái là nó có nông thôi, mua bên sống rồi. Giá công khai con máy số 10, giá công khai là 2.3 triệu nha mọi người. Đó, máy số 10 giá công khai là 2.3 triệu, hàng còn cực kỳ đẹp nha, 2500m. Anh em cần báo em chụp hình cận cảnh cho anh em xem. Rồi, rồi tiếp theo sẽ là con 11. Thì con 11 em lên cho mọi người là một con hàng Biomaster. Thì dòng này dòng Biomaster 4000 đó nha anh em, Biomaster 4000, hàng nội địa của Nhật luôn nha mọi người. Đó, máy Japan, ô bin sống, hoạt động thì ok. Đó, con này nó lỗi nhẹ, ô bin sống lấy cút ok nè. Đó, con lăn nè, lăn được máy Nhật làm lại luôn, gặp cũng rất là ok nha mọi người. Xuất sắc li ti một tí nè, còn nó xuất sắc li ti chơi. Dòng này anh em về đánh lục, đánh cha, đánh chép là rất là ok anh em. Câu lăn xe cũng khỏi bàn nữa. Đó, thì đây anh em quay á, cái đầu nó hơi bị gơ một tí nè, nó anh em mới thấy nó máy gơ thì nó gơ một tí thôi, nó quay thì hoạt động thì thầm mày nè anh em có thấy nha. Đó, hàng sau thì nó quậy thôi. Máy thì vẫn hỗ trợ ABS đầy đủ nha anh em, hỗ trợ ABS đầy đủ, quay ngược quay xuôi ok, cốt là cốt trợ lực có mặt đạn luôn, quay ngược ok, quay tới ok. Đó, quay là êm mượt luôn á. Đó, đây con số 12 này thì đợi, con số 12 này đời 2005 nha mọi người. Đó, nồi còn cực kỳ đẹp nha anh em. Đó, đời 2005. Đó, đời 2005 con này nặng là 300g, dòng tua là 5.0.1. Thì thông số cước nó là đây nè, cước bi á. Thì em đọc thông số ni lông cho. Đây, thông số ni lông á thì cước số 3 được 200m, cước số 4 được 150m, cước số 5 được 125m. Đó, anh em về câu lục nè, câu lăn xe, câu chép, câu cha. Dòng xây 4000 nó là đánh thoải mái luôn. Đó, anh em về đánh lóc cũng được, đánh lóc, đánh nhái thật. Rất là ok anh em. Đó, vì lỗi nó lỗi nhẹ, nó gơ cái đầu nhẹ thôi. Rồi, giá công khai con máy số 12, giá công khai là 2 triệu nha anh em. Đó, con này mà không bị gơ nhẹ thì tầm khoảng 2 triệu mấy, gần 3 triệu. Rồi, tiếp theo sẽ là con máy số 13. Đó, con máy số 12. Đó, con này là con máy số 11. Con máy số 12. Con máy số 12 là một con máy của hàng của Shigata. Đó, Shigata Light, con này là của Daiwa mọi người. Đó, vẫn có xuất sắc đây, xuất sắc li ti nhẹ thôi. Đó, đất thì ok, ngoại hình ok hết. Đó, xuất sắc nhẹ, hoạt động thì trơn tru êm mượt cho mọi người. Đó, con này á, nặng là 380g, dòng tua là 5.0.1. Đó, hàng của Daiwa. Đó, ở bên sống nấm là nấm tròn bự. Quay ok anh em, quay là hoạt động êm mượt luôn á. Thì con này là hàng của hãng Shigata, có tay qua China xuất Nhật nha mọi người. Đó, ở bên là một bên sống nè. Đó, hỗ trợ ABS đầy đủ luôn, quay ngược ok, quay tới ok luôn. Đó, quay là khỏi bàn luôn. Máy thì hỗ trợ cốt cho lực luôn. Đây, con lăn ở đây. Đó, lấy cước thì ok luôn. Cốt cho lực anh em, hoạt động nè.
Hoạt động thì không còn gì phải bàn, không còn gì phải nói nữa. Đó. Con này là con số 12. Giá công khai con này là 2 triệu nha anh em. Đó, anh em về đi. Để em đọc con số. Con này nó có xây tương đương tầm khoảng 5.000 anh em. Cước số 4 được 200m, cước số 5 được 150m nha. Đó, cước số 5 được 150m. Xây tầm xây 5.000 anh em, xe 5.000 Shimano. Hoạt động thì trơn tru êm mượt đó. Hàng chuẩn cho anh em đi đánh lóc gừng cũng được, đi đánh lóc gừng, lóc bông. Đó, câu nhá thật. Thôi anh em đi đánh lục nè, câu tra câu chép cũng rất là ok luôn. Đó, lăn xe đầy đủ. Rồi, giá công khai là 2 triệu nha anh em. Đó, giá công khai là 2 triệu cộng ship. Rồi, để em lên cái dàn máy ở trên đây. Dàn máy trên đây là xịn sò luôn. Xịn sò con bò luôn. Đó. Rồi, tiếp theo sẽ là con máy số 13. Con máy số 13 em lên cho mọi người là một dòng máy Biomaster. Dòng máy này là dòng máy đời 2008 nha mọi người. Đó, đời máy này là đời máy cuối cùng của hàng Nhật sản xuất nội địa nha. Đó. Đây, con này thì em full hợp mua tại cửa hàng. Đây, không bị xước luôn. Đó. Hàng cực kỳ đẹp nha anh em, full sách full hợp luôn. Đó. Con này em soi kỹ cho anh em xem. Ok hết nha mọi người, đó, cực kỳ bóng đẹp luôn, đó, dòng này em mua tại cửa hàng luôn á, thì hoạt động ok, đó, côn kêu cũng rất là giòn tiếng anh em, đó, lấy cước ok nè, đó, thì hoạt động khỏi bàn, đó, máy mua này thì khỏi bàn, dòng này là dòng Shimano Biomaster 2500, hàng chuẩn cái này bị lô lóc, lô chẽm, đó, lô mực, câu biển cũng rất là ok luôn, đó, hoạt động trơn tru anh em, máy thì máy hỗ trợ iPad đầy đủ. Tay quay dạng cốt nha anh em. Đó, dòng đời cao tay quay dạng cốt. Anh em. Hàng cực kỳ đẹp nha anh em. Thì con này full sách full hộp nha anh em, full sách full hộp full phụ kiện luôn. Thì có bao nhiêu thì em để nó là bao nhiêu hết luôn. Đó. Túi đầy đủ. Thì con này thì dòng tua là 5.0.1. Đó, nặng là 265 g. Mặt đạn là 5 mặt đạn nha anh em. Đó. Thì đây là thông số dây của nó. Thì dây số 2.5 được 150m. Dây số 2 được 170m, dây số 3 được 120m nha anh em. Đó. Phân hợp nha, hàng sản xuất tại Nhật. Rồi, con số 13, giá công khai con này là 2.7 triệu nha anh em, 2.7 triệu. Tiếp theo sẽ là ba con máy kit nha. Rồi, con máy em lên tiếp theo là một con máy kit, máy số 14. Thì dòng này là một dòng máy hàng thương mại giới hạn, dòng đây qua kích công tâm, con này là 2508 đó anh em. Dòng này anh em rất là thấy ít trên thị trường bán luôn, dòng này còn rất là mới luôn, rất là hiếm khi về một con máy mới như thế này nè, bóng rất là bóng luôn, đít là không chày luôn. Đó, hàng này chỉ lướt sử dụng qua thôi. Đó. Công năng cũng cực kỳ ok luôn nè, soi kỹ cho anh em xem luôn. Dòng này dòng custom nha anh em, chứ không phải dòng Carina thường thường đâu. Thì con này sản xuất vẫn là sản xuất tại Thái Lan nha mọi người. Đó. Hàng còn cực kỳ mới nha mọi người. Đó. Mới mà mới bóng luôn á. Thì con này là một con kit Carina 2508, hàng sản xuất tại Thái Lan, dòng custom, dòng phiên bản giới hạn. Thì con này nó xây tương đương tầm khoảng gần khoảng 2.500 của Shimano. Máy thì hoạt động thì im thì thầm nha anh em. Đó. Máy hỗ trợ iPad đầy đủ. Hoạt động này êm thì thầm. Con này á thì nặng chỉ có 250g thôi, nặng 250g, dòng tua là 4.0.6. Đó, dòng tua là 4.6 nha mọi người. Đó. Thì kiếp con này thông số là số BE số 1 có được 200m nha. Đó, BE số 1 được 200m. Hoạt động chân tru êm mượt, máy hỗ trợ là cốt trợ lực. Cốt trợ lực mặt đạn luôn á nhé. Máy còn cực kỳ mới anh em cần báo em chụp hình cho anh em xem. Đây, cốt đây. Cốt cho lực nha. Hoạt động thì có bàn. Đó. Rất là mới nha anh em. Rồi, con máy số 14, giá công khai con máy này là 2.7 triệu nha anh em. Đó, máy số 14 2.7 triệu, hàng cực kỳ ok luôn. Rất là đẹp nha. Rồi, tiếp theo sẽ là con máy số 15.
Con máy số 15 em lên cho mọi người là một con máy kit Kayena, Kayena 3500. Thì dòng này sẽ là dòng sản xuất tại đây nè, dòng sản xuất tại Nhật nha. Đó. Thì ngoại hình đây nè, soi cho anh em kỹ. Chỉ mới luôn. Nè, nó xước li ti chỗ này một tí thôi. Đó. Phần lại cực kỳ mới luôn nha anh em. Bán máy, bán hàng soi cho anh em xem kỹ. Con lăn ok nha mọi người. Đó. Lấy cước lại, lấy cước ok nè. Đó, hoạt động nè. Chân chu êm mượt khỏi con bàn nè. Thì con này nặng là 350g, dòng tua là 4.6.1 nha mọi người. Hàng này chuẩn cho anh em đi lô đánh bao lực nha, đánh lóc gừng. Đó, đánh giá thật. Bao lực luôn, lấy cước ok. Thì con này thông số đó, thì cước số 4 thì được 200m, cước số 5 thì được 150m, chuẩn máy 5000 Shimano nha anh em. Đó, chuẩn máy 5000 Shimano. Con này dạ anh em đánh lục, đánh cha cũng vô tư, đánh lục, đánh cha, đánh lăn xe cũng cấp độ tư anh em. Cốt là cốt hỗ trợ cốt trợ lực mặt đạn luôn nha anh em. Đó, cốt trợ lực luôn. Hoạt động này trơn tru êm mượt này thấy không? Quay ngược ok nè, quay biết là mới dừng. Cực kỳ mượt luôn. Nè, gỡ cái tô cái quay nè. Đó. Máy còn cực kỳ mượt cho nè. Đó. Để thế này cũng quay nữa nè. Đó. Rồi, giá công khai con máy số 15, giá là 2.8 nha mọi người. Đó, máy số 15 2.8. Tiếp theo sẽ là lên máy cuối cùng. Con máy số 16 là một con máy Daiwa Kit Kayena BE 3500. Đó, dòng custom. Thì dòng này chia anh em đánh BE nha anh em. Chia anh em đánh BE. Nấm là nấm tròn bự. Đó. Đây anh em soi cái nồi ngoại hình cho anh em xem. Đó. Dòng màu xanh anh em. Đó, vẫn là custom, dòng phiên bản giới hạn. Thì con này được sản xuất tại Nhật nha mọi người. Máy in Japan, hàng còn cực kỳ ok luôn. Đây nó xuất lithium dâm ở dưới đất nè nè, anh em thấy. Tay quay ok, bóng lửng, bóng láng luôn. Đây, chỗ này nó xước sơn nè, đó. Đó, máy sau thì em để anh vậy luôn. Thì anh đảm bảo với anh em mấy con này con lăn vẫn lăn bình thường nha anh em. Đó, ngoại nha, đó là tổng thể ngoại hình. Đó. Xước đi tí đây tí. Nồi thì ok, không lỗi gì cho nha anh em. Đó. Máy thì hoạt động khỏi bàn. Cực kỳ mượt luôn. Nè, rớt số một dòng cái quay nè. Đó. Đó. Cực kỳ mượt luôn nha anh em. Máy hỗ trợ cốt lực mặt đạn đầy đủ. Lắc cái tay thôi cũng quay nữa. Phá dính. Đây nè, nè, để nè, rớt xuống quay nè. Đó. Cực kỳ mượt không? Đó. Đó. Thì đây, tháo cốt cho anh em xem luôn. Máy thì hoạt động thì em bao lỗi lầm nha anh em. Đó, thì ngoài hình đây, mấy điểm xước nè, em soi anh em rất là kỹ luôn. Anh em cần báo em chụp hình cho anh em xem luôn. Đó, mặt đạn luôn. Hoạt động trơn tru, máy không rung lắc gì hết luôn. Đó. Rồi, giá công khai con máy số 16, giá công khai là 3 triệu nha anh em, 3 triệu cộng ship. Rồi, đó là tổng cộng 16 máy em lên cho anh em này, nếu anh em ưng con nào thì chốt, báo em để số rồi em tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em. Em bán hàng em ship COD toàn quốc nha anh em, khỏi mất công anh em cọc gì hết. Anh em muốn cọc thì cọc, không cọc thì thôi cũng được, ship tới nhà luôn. Đó, bao kiểm tra hàng hết luôn. Rồi, cảm ơn anh em.